Xin chào các bạn quay lại với kênh xây dựng hệ ích. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ dầm trong Revit. Thì để dựng dầm thì chúng ta sẽ vào phần structure. Chúng ta đi đến cái biểu tượng có chữ BIM này và phím tắt của nó là BM. Chúng ta kích vào. Thì mặc định của chương trình nó sẽ có là dầm thép. Bây giờ chúng ta sẽ làm một kiểu là dầm bê tông. Thì chúng ta phải load thư viện family vào. Chúng ta sẽ vào phần insert load family. Và chúng ta cũng tìm đến thư mục cài đặt của chúng ta. Library. Chúng ta kích vào US. Và chúng ta tìm đến phần structure planning là dầm kết cấu. Ở đây có các thông số là dầm bê tông. Các cái tấm dầm đúc sẵn thép và gỗ, chúng ta sẽ chọn dầm bê tông chẳng hạn. Ở đây có các kiểu dầm, giả sử đây mình chọn dầm chữ nhật. Ok, thì ở đây trên bảng option có các lựa chọn về cài đặt thông số để chúng ta vẽ dầm. Thì ở đây segment level 1 và level 2, ở đây là kiểu hiển thị nơi chúng ta sẽ đặt dầm. Giả sử chúng ta đang ở tầng 1, chúng ta sẽ đặt dầm ở tầng 1. Phần tiếp theo là structure USA là có kiểu automatic là không là gì cả. Header là xa nhà. Và phần thứ ba này là thanh dằng ngang. Join là dầm đỡ. Và author là sử dụng vào mục đích khác. Clean là đòn tay. Tiếp theo là mục 3D Sapping này là có sử dụng chức năng vẽ dầm trong 3D. Ta tích vào hoặc là không tích. Còn trên đây là vẽ dầm liên tục. Nếu chúng ta vẽ dầm liên tục thì chúng ta sẽ kích vào trên. Như vậy là dầm chúng ta sẽ được vẽ liên tục, không ngắt quãng. Để vẽ dầm thì chúng ta sẽ vào mặt bằng cần vẽ. Ví dụ như ở đây tầng 1, chúng ta sẽ kích vào đường lưới và kích vào điểm thứ nhất, kích vào điểm thứ hai. Như vậy là một cái dầm đã được vẽ. Chúng ta kích vào trên thì dầm này sẽ được vẽ liên tục và không ngắt quãng. Đó, dầm sẽ được vẽ liên tục không ngắt quãng. Để lệnh thoát các bạn ấn 2 lần Ctrl C. Và chúng ta có thể sửa thông số này của dầm, sửa kích thước của dầm. Thì chúng ta sẽ, thứ nhất chúng ta sẽ kích vào dầm và một tùy chọn ở bên property này xuất hiện. Ở đây chúng ta đang sử dụng dầm 400 và dầm 400 x 800. Chúng ta có thể edit nó. Chúng ta sẽ duplicate là tạo ra kiểu mới cho cái dầm. Giả dụ chúng ta tạo ra một kiểu là 300 x 600, chiều B là 300 và H là 600. Thì ở bên này chúng ta có thể review, nhìn trước cái dầm của mình. Ở đây đang là khung nhìn 3D, chúng ta có thể kích vào một số khung nhìn khác, khung nhìn chiều cao của dầm, nhìn chiều cao của dầm. Ok, như vậy chúng ta đã có một cái dầm 300 và 600. Chúng ta kích OK. Và chúng ta sẽ thay đổi được cái tiếp diện này của dầm so với những cái dầm khác. Và chúng ta có thể vẽ
dầm theo những cái kích thước khác nhau và có đường cong. Giả dụ chúng ta sẽ kích vào cái đường cong này chẳng hạn, ta sẽ vẽ một điểm thứ nhất và kích vào điểm thứ hai, và chúng ta có thể uốn cong cái dầm. Ok, như vậy là chúng ta đã có được một cái dầm cong. Chúng ta xem 3D rồi. Như vậy là chúng ta có ngay được một cái dầm cong rất là đẹp. Đó, một cái dầm kết cấu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào mặt đứng. Giả sử ở đây có một số dầm, chúng ta sẽ vẽ thêm một số cái cột. Ví dụ bây giờ mình sẽ có một cái dầm như thế này. Chúng ta muốn thay đổi độ nghiêng của cái dầm này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta kích vào cái dầm và chúng ta sẽ vào Start Level Offset, là căn chỉnh cái độ nghiêng của điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Đây, End Level Offset, đây, điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Ví dụ ta sẽ căn chỉnh offset này là -400 chẳng hạn, up đi. Như vậy là cái điểm thứ nhất này nó sẽ chênh so với cái mặt mép cột này, mặt trên của cột này là 400. Rồi, ta trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một số thông số. Dầm này có thể đi lên chênh so với cột và đi xuống so với cột, thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ thay đổi một số thông số của dầm. Chúng ta cũng kích vào cái dầm và chúng ta sẽ vào phần là Unification. Ở đây đang thông số là top, là cái mặt trên của cột cùng với cái mép của dầm. Chúng ta sẽ thay đổi thông số cái này là Origin thì sẽ có hiện tượng xảy ra không? Như vậy là cái tim dầm nó sẽ trùng với mép trên của cột, và một số thông số nữa là center. Đó. Chúng ta sẽ sang mặt khác, chúng ta nhìn và chúng ta chọn bottom thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra, thì dầm này sẽ cái mép dưới của dầm sẽ trùng với cái mép của cột, mép trên của cột. Đó, đó là một số thông số theo phương Z, điều chỉnh theo phương Z. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh theo phương Y. Thì chúng ta sẽ vào mặt bằng 3D. Đây. Chúng ta cũng kích vào cái dầm. Chúng ta chọn theo phương Z là top, là mặc định ban đầu. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo phương Y. Theo phương Y X, Y, chúng ta sẽ chọn LED thì sẽ có điều gì xảy ra. Như vậy, chọn LED là cái dầm nó sẽ bị xê dịch sang bên một phía. Chọn Center. Như vậy là tim dầm đã trùng với cái tim cột. Chọn Right thì cái tim cột nó sẽ trùng với cái mép của dầm, lệch về phía bên phải. Đó là một số thông số thay đổi về vị trí của dầm so với cái cột. Thì đó là một số thuộc tính và cấu tạo của dầm và một số cách vẽ dầm đơn giản trong Revit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi và xem những video mới nhất về bài học Revit. Cảm ơn các bạn.